chẳng ai tin rằng như là hoa hồng mọc lên từ bê tông, sinh ra từ gia đình lao động. Ông già lái taxi, mẹ bán quán, quận Ba Đình căn phòng trọ 5 mét cùng với đám gián. Khi ông bố vẫn cố gắng đang thích cái nghèo, làm mẹ vất ngán nhưng chắc cãi va không thể đàm phán. Ở với bố và bà theo lời tòa án phán. 3-4 tuổi mắt đeo hai đứa trai, nhìn chẳng rõ. Cô giáo nghĩ là nó tự kỷ, đám trẻ không ai chơi với thằng đó. Ba đi làm cả ngày và trở về khi mặt trời đã ló. Mua cho con thật nhiều đồ chơi nhưng mà người chơi cùng thì con chẳng có. 5-6 tuổi con học giỏi, ngoan ngoãn và có cả bằng khen. Mẹ đã trở về nhà với ba và con đã có thêm một thằng em. Ba vẫn hay say rượu, mẹ vẫn thường hay chửi bới nhặng lên. Ngày đó để thoát nghèo, ông bà bố phải nhúng tay vào chẳng đen. Dù chưa từng muốn, anh nó phải quen với những tiếng loạch xoạch, tiếng đám người hò reo chẳng phải lẻ trái hàng đêm. Lan tan cái nắng hè bằng tiếng chúng chương rộn rã, đưa đón nó đi học hàng ngày lên những thằng phạm chuẩn nã. Ông bà già vẫn đơn trải với một cái đời vội vã, nhưng lại thêm một lần nữa họ bị cái nghèo đốn ngã. Ông bà già tiếp tục choảng nhau với những tiếng chửi sủa. Ba từng suýt kết thúc mọi thứ bằng cắt xăng vào một lửa. 90 tuổi tạm biệt cái xới bạc, tạm biệt với đám gián, về ở với bố và bà theo lời tòa án phán. Giờ mẹ đã bỏ đi biệt xứ, ba đã không còn nghèo, đủ tiền xây biệt thự. Ông đi thêm bước nữa, nhà mình có xe hơi đỗ ở ngay trước cửa. Nhớ lời của ba nói ngày đó, chứ mẹ già thì cái gì bọn con chẳng có. Lớn lên từ trong bê tông, dẫu chẳng ai tin rằng những bông hoa kia sẽ mọc lên. Và ba vẫn chưa được về nhà đêm nay vì công việc vẫn chưa xong. Dù 3 giờ sáng mẹ con vẫn chưa ngủ, ba biết cô ấy đang mong. Mẹ con thường hóng ba cái chuyện showbiz và mấy drama đổ vỡ hôn nhân. Mấy ông bố nổi tiếng tồi tệ bị bóc phốt bởi mấy bà mẹ đơn thân. Công việc ba lúc này có vẻ không được tốt, sao chậu hôm có hôm không. Ba bắt đầu mắc bệnh nghĩ nhiều và thói quen ngồi hút thuốc ngoài ban công. Ba với mẹ vẫn hay cãi nhau và rất nhiều lần cao giọng lên tông. Vì mấy con đâu hiểu áp lực từ công việc, trước tiên là ba con chỉ muốn tăng sông. Bỗng nhiên ba thấy yêu ông già mình hơn từ khi ông ấy sắp lên ông. Nhớ những ngày ông ấy và ba vượt qua những giá rét đêm đông mà họ nói ba của ba là giang hồ. Ba biết ông ấy ấm áp bên trong, con đứa con sẽ xử đẹp ba nếu ba để trong lớn như hoa hồng mọc lên giữa bê tông. 24 tuổi và chuẩn bị làm bố, ba thì đang hơi suy tài khoản 2 tháng nay chưa nảy số. Sự nghiệp đang dở dang, những hóa đơn gia đình, nợ ngân hàng làm tinh thần ba khủng bố. Nhưng mà cứ yên tâm trong đó đi bro, chắc chắn ngoài này ba sẽ cố. Xin lỗi mẹ con vì cô ấy vẫn chưa có được một đám cưới hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có. Ba đã hát về tuổi thơ của mình và ba sẽ không để con mình trở lại những ngày tháng đó. Không phải là những ngày tháng đó. Có thể ba sẽ vẫn như ba của ba, vẫn đi làm cả ngày và trở về khi mặt trời đã ló. Alright. Và ba cũng sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi, nhưng mà hãy yên tâm là mẹ con sẽ ở đó. Nghe này con, hãy yêu mẹ con như cách ba yêu mẹ ba, dù chẳng bên nhau ngày nào. Ba tin con sẽ làm ba tự hào như cái cách ba là ba của ba tự hào. Dù ba đã lớn lên trong thế giới họ dùng máu đỏ đổi lấy tiền xanh, ông dạy ba, ba sẽ dạy con cách đứng dậy sau cú ngã và tiếp tục chiến đấu như một trận quyền anh. Xin lỗi con nếu như con phải có hay là đã từng có một ông bố tay tiếng. Ba đã có tinh thần của mình nên là mỗi bước đi ba không còn sợ quỷ dữ sai khiến. Ba là một thằng con học cách làm thằng bố, đừng lo lắng ba sẽ luôn ở đó. Dù những ngày tồi tệ đã lớn lên cùng ta, nhưng chúng ta sẽ chia tay nó. Này những bông hoa